qua rồi cái thời mà đi mua đồ là phải có định kiến suy nghĩ trong đầu, là nói trời mua cái gì rẻ thôi, sai lầm. Mua một cái quần bây giờ quần dởm cũng 65 ngàn, các bạn vô những cái shop thời trang bán quần Trung Quốc toàn là 85 ngàn, 95 ngàn cái thôi. Ví dụ như mấy cái quần David Beckham giả nè, quần Lacoste cái xấu giả nè, quần lót đó các bạn, thì cũng trăm trăm mấy. Còn thôi là mấy cái quần CK, mà CK thun thun cô tông á thì 75 ngàn, lưng nhỏ lưng lớn thì 89 ngàn. Sóng nhạc ở ở Nguyễn Trãi thì bán 95 ngàn, đúng không? Sóng nhạc Nguyễn Trãi bán 95 ngàn. Thôi ai bán nhiều không cần biết, ghé shop Thành Được 0907463131, thành phố Cô Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Các bạn mua hàng thì các bạn thanh toán đủ 100% thì shop sẽ gửi hàng đến tận nơi theo yêu cầu, không nhận ship code nha, trả đủ tiền thì gửi hàng, còn không thì các bạn lại đây vì ở đây là shop. Rồi bây giờ sẽ vô hai dòng sản phẩm mà phải gọi là bán chạy nhất của Relax. Thì cái dòng này là các bạn, dòng này thì có hai loại, một loại thun lạnh và một loại thun cô tông. Mình sẽ gộp hai bài đó vô thành một luôn. Thì giá của cái quần này á là công ty đề xuất với giá là 90 90 90 96.000 một cái, 96.000. Thì bên mình vẫn có chương trình chiết khấu cho tất cả các bạn luôn. Có nghĩa là các bạn mua 10 cái bên mình sẽ tặng một cái nha. Mua 10 cái sẽ được tặng một cái. Thì để hiểu rõ hơn thì mình sẽ cho các bạn xem trước một cái đi, xem trước một cái mẫu của cái dòng thun lạnh và một cái của cái dòng cô tông. Hai cái này á, cái thun lạnh là cái thun bóng đó các bạn, nó mát, còn cái này là thun cô tông, thun siêu hút á. Thì hai cái này nó sử dụng là cái lưng thì y như nhau hết, nó sử dụng một bản lưng như nhau. Và những cái quần này là các bạn, quần màu đen thì lưng màu đen, quần màu xanh lưng màu xanh, quần màu xám lưng màu xám, quần màu nâu lưng màu nâu, có nghĩa là quần lưng lưng quần vải nền lưng nè, vải nền nào thì lưng quần màu đó, cho nên nó tạo nên một cái sự tổng thể tông sệt tông rất đẹp. Thì nhìn hình thức bề ngoài đây là một cái loại thun cô tông cực kỳ tốt, độ bền của nó là trên 5 năm, nhưng mà một cái quần lót tuổi thọ của nó các bạn nên thay là từ 8 đến 9 tháng hoặc tối đa là 1 năm trời, bởi vì khi các bạn mặc lâu hàm lượng nước tiểu nó tù đọng như trong này. Còn độ bền mà nói 5 năm là ví dụ như các bạn ít mặc mà các bạn giặt để sạch sẽ, các bạn bỏ trong ngăn kéo thì sử dụng được 5 năm nha. Nhưng mà trong 5 năm các bạn mặc ít cỡ mặc tơi bời qua lá thì nên thay bỏ. Đối với những cái quần bên ngoài thị trường mặc chừng 1 tháng thì nó sẽ bị gãy thùng, hoặc là nó bị rách vải, hoặc là điều dễ thấy nhất là nó bị tưa cái mối nối. Rất nhiều trường hợp đó, mà cái bệnh nhiều nhất là giặt máy giặt là nó bị gãy cái này, mặc thời gian là mấy cái thun này nó chết. Nhưng Relax không bao giờ có trường hợp đó. Nếu như trong vòng 12 tháng các bạn mua sản phẩm của mình mà bị chết thùng, các bạn xách cái quần đó đem lại, bên mình đưa lại đổi cho công ty. Relax có bảo hành, khác với những cái dòng sản phẩm khác. Rồi, thì về thành phần thun á, đường kim mũi chỉ mai cực kỳ sắc sảo, và phía trong của Relax khác với những loại thương hiệu khác, lớp ngoài là vải chính nó và phía trong nó có mai thêm một cái tăng cường, thêm một cái lớp lót, đó là lớp lót cô tông nhằm thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt hơn nha. Rồi, và nó cũng mai không có, nó mai lại mối chỗ tất cả các cái lưng thì nó mai lại mối như vậy, là không có cộm cấn. Còn mấy cái kia người ta mai chồng chéo lên vậy nè các bạn, vừa cộm vừa xấu, lại dễ gây cái cảm giác ngứa cho người mặc ha. Rồi á, không có cái dạng mà mai tem nha, mà là in tem lên. Và một trong những cái điều mà mình thích nhất là nếu như nó có mai cái biên thun chỗ mà cái phần mà định hình chỗ cái phần đùi của mình á, thì nó mai gấp nếp, có nghĩa là nó bẻ nếp, nó mai gấp nếp vô các bạn, nó mai gấp nếp lại, nó tránh cái tình trạng là bị đọng mồ hôi, đọng nước, cũng như là nó gây cái cảm giác giống như là ngứa, gây cái cảm giác gọi là dày bịch thô. Không có cái vụ đó nha. Relax thì cực kỳ sắc sảo trong đường kim mũi chỉ. Một cái quần này nó cực kỳ giống với những cái quần mà Puma. Cái mẫu này nè các bạn, nó ra đời vào năm 1993, năm nay là 2021, thì tuổi đời nó hơn 20 năm nè, dòng sản phẩm này nó hơn 20 năm. Và nó là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của Relax luôn. Mẫu này bị gọi là mẫu đẹp nhất. Về màu của thun lạnh thì nó cũng chỉ có 4 màu cơ bản thôi, gồm có màu đen đậm và đen nhạt, thì gộp chung lại là màu đen. Có sẽ có hai màu nha, đen đậm và đen nhạt. Và có màu thêm màu nâu nữa, là như màu thứ ba, kể như hai đi, màu xanh đá. Và cái màu xanh thì bên mình sẽ có hai màu xanh, có nghĩa là màu xanh đen rồi hay gọi là xanh than, và một cái màu là xanh dương. Màu xanh thì bên mình sẽ có hai màu nha, xanh đậm và xanh nhạt nha các bạn. Xanh thì sẽ có xanh đậm và xanh nhạt, đen bên mình cũng có đen đậm và đen nhạt. Vậy là mình xong về cái phần thun lạnh đi, mình làm review nó ngắn ngắn cho nó mau qua. Và cái phần cô tông
phần cô tông thì mình đưa cái quần màu xám cho các bạn dễ thấy nè, đây là phần cô tông. Thì những cái quần cô tông á, nó là cô tông 100% là cô tông nhập khẩu từ Mỹ, cho nên cái form dáng của nó rất là đẹp. Nó giống như những cái quần đắt đỏ như quần của CK. CK là đồ lót nổi tiếng nhất của thế giới luôn. Thì Relax là đồ lót nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nó đi rất là nhiều những cái quốc gia Nga, Úc, Mỹ. Nó đã xâm nhập những thị trường đó rồi nha. Và nó cực kỳ bán mạnh tại Thái Lan và Lào luôn. Cái trữ lượng đồ lót của Relax bán ở Thái Lan nhiều gấp 4 lần so với đồ lót Rosso bán tại Thái Lan luôn. Đồ lót Rosso của Thái Lan ngày xưa bán tại thị trường Việt Nam mình rất mạnh. Tuy nhiên bây giờ đồ lót Relax của Việt Nam của mình xuất hiện rất nhiều trong chợ Campuchia. Ai đi Campuchia là biết đó, mấy người ta qua Campuchia có nói chợ còn đồ lót Relax không. Rồi những cái bạn mà đi thị trường mà năm nay các bạn mà Relax á, đi thị trường trong nước thì lại nói trời ơi, Thái Lan nó biết bao nhiêu gian hàng luôn, chợ Pattaya bán ở đâu cả 20 mấy quầy của Relax luôn, thấy nó còn nhiều hơn là đồ lót của Rosso nữa. Đồ lót của Relax nó nhiều ngang ngửa, người ta nói luôn đồ lót của Relax Việt Nam của mình á, nó nhiều ngang ngửa như là đồ lót của Sóc Cây. Sóc Cây là một trong những thương hiệu bán rất là mạnh tại Việt Nam của mình luôn đó các bạn. Mà giá Sóc Cây thì dễ thở nhưng mà cũng mắc hơn Relax, chất lượng y chang ha. Rồi thì sử dụng thun giống nhau nhưng mà đường cắt, đường may của nó các bạn thấy không, nó rất là trẻ trung. Cái này dành cho những cái bạn mà trẻ, nhưng mà phía trong nó là làm liền khối, ở đằng trước thì nó mít lại một cái kiểu như vậy nè các bạn, tạo cái điểm nhấn thời trang. Mặc đồ lót rất là đẹp nha. Các chị mua đồ lót mới đi, Tết rồi, sắm sửa đồ lót mới cho chồng mình đi. Đen nâu phối với bọ đỏ nè, đó một trong những cái màu đỏ là màu đỏ chủ đạo nên các bạn, nó làm cho cái trang phục mình đẹp hơn nè. Xanh đen nha, xanh đen phối với đỏ, cái màu này một trong những cái màu gọi là màu sang luôn đó. Rồi tới cái màu xanh mình cũng ưng cái màu này lắm nè, màu xanh cũng phối với đỏ, nó ra cái cảm giác dạo quang dễ thương ha. Cái này là những anh mà chơi đá banh cầu lông là cực kỳ mê luôn, mua lần chục hay chục không đó, tại vì mình bán đồ lót Relax mà. Rồi đây là đỏ đen. Rồi bây giờ hình thức mua hàng, ví dụ như các bạn mua, các bạn chỉ cần cho mình biết chiều cao, cân nặng của các bạn đi, rồi các bạn báo số lượng bao nhiêu, rồi mình gửi số tài khoản, các bạn chỉ cần thanh toán tính tiền cho mình ha, rồi mình sẽ gửi hàng cho tất cả các bạn. Bên mình là có những size sao M, L, XL, 2XL, 3XL, tương ứng là từ 40kg cho tới là 115kg là sẽ mặc được vừa đồ bình thường bên mình. Ví dụ như các bạn mua một cái là 96.000, 95.000 đi, tiền ship bưu điện 20.000 là 115.000, các bạn chuyển khoản đủ 115.000 mình nhận được tiền, mình sẽ chụp cái biên lai và gửi hàng cho các bạn. Các bạn không gửi hàng tiền cho mình không gửi nha. Còn các bạn mà muốn trực tiếp đến shop mà lựa thì các bạn ghé số 1361 quốc lộ 30 phường 11 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Mình sử dụng duy nhất một và chỉ một số điện thoại thôi. Cái shop của mình là cái nhà lầu 38 1.6, một lát nữa mình sẽ chia sẻ về cái shop của mình cho mọi người xem ha. Thì đây là hai cái mẫu mà phải gọi là bán chạy nhất luôn, và những cái mùa Tết về thì người ta tìm rất là nhiều những cái mẫu màu đỏ như vậy. Thì các bạn cứ inbox cho mình. Và các bạn cái gì mà phân vân các bạn cứ nhắn tin qua Zalo, hay là các bạn có xài iPhone đó, các bạn vào cái phi thêm các bạn gọi mình sẽ tư vấn, cũng như là báo cái bảng màu. Ví dụ như các bạn mình mua 4 cái hay 5 cái mà 5 size khác nhau, ví dụ như nó là một cái M, một cái L, một cái XL hay cái gì đó, hay là hai cái XL, một cái M, một cái L, thì các bạn thích cái màu gì mình sẽ gọi điện thoại, mình sẽ quay trực tiếp từng cái sản phẩm, rồi mình sẽ chốt. Khi mà các bạn mua mình sẽ chụp lại từng sản phẩm, cũng như chụp lại cái biên lai, cái địa chỉ của các bạn. Rồi khi trước khi gửi là mình sẽ gửi cái biên lai đó. Đồ không bao giờ mất, tất cả đồ của mình gửi là đồ của VNPT, của bưu điện, không lạc không mất đồ của tất cả các bạn đâu nha. Thì mua hàng thì các bạn vui lòng gọi 0907463131. Mình chỉ sử dụng duy nhất một và chỉ một số điện thoại thôi. Đây là một trong những đồ lót nam cực kỳ tốt, cực kỳ bền luôn. Bên mình vẫn còn khuyến mãi là mua 10 tặng 1 và mua hóa đơn 500.000 sẽ được miễn phí ship. Rồi các bạn nhớ subscribe để theo dõi những cái kênh review mà mình chia sẻ những dòng sản phẩm lên ha. Mua tranh thủ trước 23 Tết, sau 23 Tết âm lịch nha. Thì bưu điện sẽ không gửi mà sẽ giam lại. Bưu điện vẫn nghỉ Tết, có nghĩa là bưu điện 26 Tết sẽ nghỉ Tết. Nhưng mà những cái biên lai từ bây giờ cho tới 23 Tết thì bưu điện sẽ giải quyết hết dứt điểm. Riêng từ 24 Tết trở đi là tất cả những cái đơn hàng bưu điện nhận sẽ giữ lại. Và cho tới mùng 6 Tết thì bưu điện bắt đầu mới phát ha. Rồi bây giờ là kết thúc bài review, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Còn mua hàng thì nhớ ủng hộ mình nha. Relax bên mình đầy đủ tất cả các mẫu nha các bạn. Rồi bye bye. Đây là shop của em, cái nhà lầu 38 màu trắng xám.
Nha quý khách, đây là shop của em, shop Thanh Đường, ngay chợ Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.